Nam anh mình đang ăn cái gì vậy? Có ngon không? Các cô bắp lạ đang ăn cái gì vậy? Lạ. Đây đây coi. Lạc thấy con mập á Lạc. Con có mập không Lạc? Hả? Thôi được rồi, nếu như mà con cái mà nó tha thứ cho nhau, làm phụ huynh đứa nào làm khó. Hôm nay coi cái gì vậy? Coi cái là sông mà. Đòi đại, đại.